Hoa Kiển Công Danh mến chào quý cô chú và anh chị em đang xem kênh là TK Bonsai à. Em tên là Công Danh à. Số điện thoại của em là 0965188838, cũng là số Zalo của em. Hôm nay em lên clip mới nha anh chị em, là clip Nguyệt Quế, phô Nguyệt Quế nha anh chị em. Mong anh chị em xem clip và ủng hộ em. Giờ em vô cây số 1. Cái này là phô Nguyệt Quế nha anh chị em. Này lá sắn bông chùm. Mã số 1. Này cái bay nha. Chiều bay của nó là được 6.7. Cái hoành được 62. Cái này mã số 1 nha anh chị em. Cái này có giá là 4.500.000 à. Này em bao ship bao sống toàn quốc nha anh chị em. Bao sống 2 tháng nha, bao ship toàn quốc. Rồi, em xin đổi cây. Và tiếp theo là mã số 2 à. Cũng là phô Nguyệt Quế luôn. Chiều cao được 111 à. Cái hoành được 56 à. Cái này mã số 2 nha anh chị em. Cái này cũng có giá là 4.500.000 à. Bao ship toàn quốc nha anh chị em. Rồi em xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 3, cũng là cây bay luôn. Chiều bay có được 79 à. Cái hoành được 34 à. Cái này mã số 3 nha anh chị em. Cái này có giá là 1.500.000 à. Rồi, em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Cũng là cây bay luôn. Chiều bay có được là 104 à. Cái hoành nó được 40 à. Mã số 4 à. Cái này có giá là 1.800.000 anh em. Rồi em đổi cây. Và tiếp theo là mã số 5 à. Này lá sắn bông chùm nha anh chị em. Nguyệt Quế. Chiều cao nó được là 88 à. Cái hoành được 46 à. Mã số 5. Cái này có giá là 2.500.000 à. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 6 ạ. À.
Cây này rất là đẹp nha anh chị em. Như một bể đế hết biết luôn ạ. Chiều cao được 120 ạ. Cái hoành được 62 ạ. Cái này mã số 6 nha anh chị em. Cái này có giá là 9.500.000 ạ. Rồi em đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 7 ạ. Cái này cây bay nha anh chị em. Bầu chiếc lá. Cái này rất là đẹp ạ. Chiều bay của nó được 130 ạ. Để em đo hai vị trí đi. Vị trí của hoành thân này là được là 36 ạ. Cái hoành của nó được 55 ạ. Cái này mã số 7 có giá là 4.500.000 anh chị em. Bao ship toàn quốc. Rồi em xin nói cây ạ. Ủa lộn cây à, cây này cây 11 lộn rồi. Cây số 8 bên đây nè. Bỏ cây này xuống đi. Số 8 đó. Qua tiếp cây số 8. Và tiếp theo là mã số 8 ạ. Chiều cao được 111 ạ. Cái hoành được 49 anh chị em. Cái này mã số 8. Cái này có giá là 2.700.000 ạ. Rồi em xin đỡ cây ạ. Tiếp theo là mã số 9 ạ. Cũng là nguyệt quế, lá sắn bông chùm. Cây nào dáng cũng đẹp hết anh chị em ơi. Mỗi cây mỗi dáng. Này là 10 phân dạng 10. Chiều cao được 126 ạ. Cái hoành được 53. Mã số 9 nha anh chị em. Rồi cái này có giá là 4.500.000 ạ. Rồi em xin nói cây ạ.
Tiếp theo mã số 11 ạ. Mã số 10 ạ. Mã số 10 anh chị em. Chiếc lắc rất là đẹp ạ. Chiều cao được 109 ạ. Cái hoành của nó được 61 ạ. Mã số 10 anh chị em. Cái này có giá là 7 triệu ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Này cũng có cành bay luôn. Cành bay của nó là được 90 ạ. Cái hoành của nó được 58 anh chị em. Cây này mã số 11. Cái này có giá là 5 triệu ạ. Bao ship toàn quốc luôn anh chị em. Rồi em xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 12 ạ. Cây này trực lắc luôn. Quá trời đẹp luôn. Chi cành đầy đủ. Lắc dáng lông nha anh chị em. Trực lắc mà dáng lông. Hạo chiều cao này 1m7 anh chị em. Để em đo tán ngang của cái này luôn đi. Là được 93. Cái hoành được 70 anh chị em. Để em chỉ cho nó có cái lõm chỗ này, nhưng mà cái này không phải là bị bọng gì hết trơn em, tại cái cây nó bị vậy thôi chứ không có bọng gì hết trơn em, sạch cây 100% anh chị em. Nó mới bị bóp cạnh chút xíu đó thôi à. Mã số 12 anh chị em. Cây này trực dáng lông ạ. Rất là đẹp ạ. Mã số 12, cây này có giá là 11 triệu ạ. Mã số 12 cũng là mã số hết clip của em anh chị em. Anh chị em có chốt cây xin liên hệ số điện thoại của em là 0965188838, cũng là số Zalo của em. Em xin kính chúc quý anh chị em thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, và em xin chào ạ.